Trinh là một học sinh lớp 12 đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cô gái nhỏ cảm thấy đuối sức. Hàng ngày Trinh luôn cố gắng bơi trong một đại dương bài tập, môn toán hình học biến hóa như con quái thú, nuốt chửng Trinh mỗi khi đến giờ học. Trinh xuất hiện trong lớp học với khuôn mặt thờ thẫn, thức trắng cả một đêm cũng không sao thấm được bộ môn toán hình học. Trái ngược với Trinh là Đức, bạn thân của Trinh. Mỗi ngày đến trường là một ngày mới đầy hứng khởi. Trong giờ học luôn tích cực giơ tay phát biểu, đưa ra những ý kiến độc đáo. Giờ ra chơi, Đức luôn tràn trề năng lượng, tham gia nhiệt tình vào các trò chơi cùng bạn bè. Trinh sinh lòng hoài nghi, Đức phải có chiêu trò nào đó, nên quyết định tra khảo Đức. Nhưng cái kết thật ngã ngửa, chẳng có chiêu trò nào ở đây cả. Cô giáo đã giới thiệu một trợ thủ đắc lực. Tính năng dựng hình, trực quan hóa hình ảnh sang 3D, máy tính kiểm tra độ chính xác của bài làm trong tích tắc, AI quiz thao tác giải bài tập dễ dàng hơn bao giờ hết, game luyện game trí nhớ thỏa mãn trí lực trí óc, sổ công thức, kho tàng công thức, chìa khóa mở mọi cánh cửa hình học không gian, kho đề thực hành cọ sát thực tiễn, kiến thức vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Cô giáo thành công ghi điểm với EasyGO. Đây là sợi dây liên kết giữa việc giảng dạy của giáo viên và học sinh, một công cụ học tập vô cùng hữu ích, giúp học sinh tiếp cận môn hình học một cách trực quan, sinh động và hiệu quả hơn. Tất cả là nhờ EasyGO. Đừng để bài tập làm bạn chùn bước. Trải nghiệm ngay EasyGO, khám phá hình học, mở lối tư duy.